Tao ra ngoài hút thuốc thì tao nghe cái đùng. Thằng Quang thì trên lầu rớt xuống. Bảy ngày. Tao không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy. Tại sao lại vào đúng lúc đó, đúng ngay chỗ đó. Chính nó là người đến nhà mày dẫn ba mày đi. Tao muốn tao phải trả thù. Tao muốn tao phải đòi lại công bằng cho nó. Chính mày đã phản lại nó. Mày phản lại tay mày thằng mặt dạy.